Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay cảng Hậu Giang đón chuyến tàu đầu tiên vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường siêu trọng từ nước ngoài. Giá vé xe khách và máy bay đều tăng cao trong dịp lễ. Tỉnh An Giang cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Và đó là những nội dung đáng chú ý của phần tin trong nước chiều nay. Và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức quốc tế có trong thế giới chuyển động cùng với biên tập viên Thanh Huyền. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Tú và chị Mỹ Linh. Kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Mỹ nghiên cứu cải cách tòa án tối cao. Thị trường việc làm tại Mỹ hoạt động mạnh mẽ trở lại sau đại dịch. Tương lai bấp bênh của sinh viên ngành hàng không Pháp. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ra chỉ thị thành lập một ủy ban lưỡng đảng nhằm nghiên cứu khả năng cải tổ tòa án tối cao. Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất là có nên tăng số lượng thẩm phán như một số đề xuất hay không. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, mục đích của ủy ban là cung cấp một bản phân tích về các lập luận chính trong cuộc tranh luận công khai hiện nay, bao gồm ý kiến ủng hộ và phản đối việc cải cách tòa án tối cao. Ngoài ra, thì ủy ban sẽ bao gồm một nhóm lưỡng đảng các học giả pháp lý, cựu thẩm phán liên bang và luật sư đã từng xuất hiện trước tòa. Ủy ban sẽ tổ chức các cuộc họp công khai và có 180 ngày để báo cáo về những phát hiện của mình. Giới chức Ai Cập vừa ra điều kiện thả con tàu Ever Given từng bị mắc kẹt tại kênh đào Suez trong suốt một tuần. Theo đó, thì Ai Cập sẽ chỉ thả tàu sau khi đạt được thỏa thuận bồi thường cho những thiệt hại và chi phí giải cứu. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez, giới chức Ai Cập trong suốt 6 ngày giải cứu tàu Ever Given đã dùng đến 15 tàu kéo, 2 tàu hút cát và làm việc 24 giờ một ngày. Cơ quan này hồi đầu tháng đã đưa ra yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho vụ giải cứu siêu tàu để đền bù thiệt hại về doanh thu ở kênh đào Suez, chi phí thiết bị, máy móc cũng như tiền công cho 800 nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu tàu. Giám đốc cơ quan quản lý kênh đào Suez khẳng định, ngay khi việc bồi thường được thỏa thuận thì con tàu sẽ khởi hành và mọi vấn đề cũng kết thúc. Nepal đã phải đối mặt với trận cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở nước này trong ngày hôm qua đã tăng lên mức nguy hiểm. Thủ đô Kathmandu của Nepal bị bao phủ trong làn khói mờ và các hạt bụi lơ lửng trong không khí. Chỉ số chất lượng không khí AQI ở Kathmandu vào ngày 9 tháng 4 là 174, mức không tốt cho sức khỏe. Ít nhất 60 vụ cháy rừng nghiêm trọng đã diễn ra trên cả nước, làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí trên khắp quốc gia này. Cho đến nay, đã có 5 người thiệt mạng trong lúc cố gắng dập tắt các đám cháy rừng. Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal cho biết, cháy rừng có thể đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng 4 nếu tình hình khô hạn vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, các bang ở Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Họ cũng đang tính tới mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế. Vì vậy mà nhu cầu tuyển mới lao động đang hồi phục mạnh. Trong tháng 3 vừa qua, thì nước Mỹ ghi nhận tăng trưởng 640.000 việc làm. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy người dân Mỹ đang dần thích ứng với các công việc mới. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, kết thúc tuần cuối cùng của tháng 3, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 684.000 đơn, giảm so với 781.000 đơn của tuần trước đó. Cũng trong tháng 3, các nhà tuyển dụng cần hơn 900.000 việc làm, với gần 30% trong số này thuộc về các lĩnh vực du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn. Còn trong các lĩnh vực như chế tạo, xây dựng và giáo dục cũng đang cần tuyển tới 280.000 vị trí. Điều này cho thấy thị trường tuyển dụng việc làm tại Mỹ đang rất khả quan. Trong tháng 4 và tháng 5, mức độ tuyển dụng sẽ còn cao hơn nữa. Nước Mỹ đang đi đúng hướng. Trung bình sẽ có thêm 700.000 cho đến 1 triệu việc làm mỗi tháng. Trong suốt 10 tháng tới, kinh tế Mỹ sẽ lấy lại 9,5 triệu việc làm đã mất đi vì đại dịch.
Gói cứu trợ đại dịch và tốc độ tiêm chủng tăng tốc là một trong những nguyên nhân giúp thúc đẩy thị trường lao động tại Mỹ. Có một số công việc sẽ quay trở lại, giống như khi chưa có đại dịch. Thậm chí, có một số ngành nghề khác còn tiếp tục gia tăng tỷ lệ người lao động, ngay cả khi COVID-19 chính thức biến mất. Nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 7,5% trong quý 1 năm nay và mức tăng trưởng trong cả năm sẽ đạt trên 7%. Đây sẽ là mức tăng trưởng nhanh trong 37 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp chung có xu hướng giảm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp dài hạn lại tăng. Nghỉ hưu sớm là một trong những nguyên nhân. Theo khảo sát giữa tháng 3, hơn 3,1 triệu người Mỹ ở độ tuổi 55 trở lên dự kiến nộp đơn xin hưởng an sinh xã hội, trong đó có 1,4 triệu người dự kiến sẽ tiếp tục làm việc. Liên tục các gói cứu trợ kinh tế khiến nhiều người lựa chọn ở nhà hơn là đi làm. Rất nhiều công ty tuyển dụng nhưng không tìm được nhân viên phù hợp, họ cần người trẻ tuổi. Dù vậy, các nhà kinh tế cũng liên tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những năm tới. Cứ 1% thay đổi trong GDP sẽ đem đến 2,5-3% sự thay đổi trong doanh thu doanh nghiệp. Nền kinh tế Mỹ sẽ cần tạo thêm khoảng 950.000 việc làm mỗi tháng cho đến tháng 10 để trở lại mức trước đại dịch COVID-19 bùng phát. Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa khuyến cáo 16 hãng khai thác máy bay 737 MAX tạm dừng vận hành dòng máy bay này để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến hệ thống điện. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Hãng Boeing cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA và sẽ hướng dẫn khách hàng cách khắc phục vấn đề liên quan đến hệ thống điện. Boeing cũng lưu ý vấn đề mới này không liên quan đến hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay MCAS. Phần mềm kiểm soát bay bị cho là nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn trước đó liên quan tới dòng máy bay 737 MAX. Sau thông báo của Boeing, một số hãng hàng không của Mỹ như Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines đã quyết định tạm dừng khai thác tổng cộng hơn 60 máy bay 737 MAX. Thông báo của Boeing là một bước thụt lùi mới đối với dòng máy bay từng bán chạy nhất của hãng. Hàn Quốc vừa cho ra mắt mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên do nước này tự chế tạo, mẫu máy bay phản lực màu xám mang tên KF-21 Borame với tải trọng tối đa là 7.700 kg. Loại máy bay chiến đấu mới này sẽ có 10 giá mang tên lửa không đối không và các vũ khí khác. Nó có khả năng bay ở tốc độ 2.200 km/h với tầm bay 2.900 km. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được lên kế hoạch vào năm tới và toàn bộ quá trình phát triển sẽ được hoàn tất vào năm 2026. Với sản phẩm này, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 13 phát triển được máy bay chiến đấu của riêng mình. Hôm qua, núi lửa La Soufriere tại quốc đảo Saint Vincent và Grenadines ở vùng Caribe đã bất ngờ phun trào mạnh, phát tán tro bụi ra những ngôi làng xung quanh và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đây là lần đầu tiên núi lửa này phun trào trong 40 năm qua. Theo cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp quốc gia, núi lửa La Soufriere đã phun cột tro bụi cao 6.000 mét lên không trung và tro bụi từ ngọn núi lửa ở phía bắc phát tán đến tận sân bay quốc tế Agir ở phía nam quốc đảo. Cơ quan này khuyến cáo người dân sinh sống ở các khu vực báo động đỏ lập tức sơ tán. La Soufriere, ngọn núi lửa cao nhất tại Saint Vincent và Grenadines, đã không phun trào từ năm 1979. Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa này là vào năm 1902. Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu. Nhưng ít ngành nào chịu ảnh hưởng nặng nề như ngành hàng không, với hàng triệu việc làm biến mất và hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu bốc hơi. Trong bối cảnh hàng loạt đội bay phải ở yên dưới đất, ngành hàng không đã buộc phải định hướng lại tương lai của mình. Và điều này đã gây tâm lý hoang mang cho một bộ phận sinh viên ngành hàng không tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Pháp. Nhiều sinh viên ngành hàng không tại Pháp đang rất lo lắng về tương lai khi các chuyến bay dừng hoạt động, trong khi hãng hàng không quốc gia Pháp Air France phải cắt giảm nhân sự. Tôi tự hỏi việc đào tạo tiếp viên hàng không có cần thiết nữa hay không khi ngày càng có nhiều chuyến bay dừng hoạt động, nhất là của Air France. Theo các chuyên gia đào tạo, do ảnh hưởng của đại dịch, số lượng các sinh viên theo học chương trình đào tạo tiếp viên hàng không và phi công đã sụt giảm mạnh. Hai năm trước, chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đăng ký, hoặc cứ mỗi hai tháng. Giờ COVID-19 làm đóng băng mọi thứ và các sinh viên tiềm năng đều hoang mang vì không biết điều gì sẽ đến trong tương lai. Mặc dù vậy, vẫn có những sinh viên kiên trì theo đuổi ước mơ và hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi đại dịch chấm dứt. Mọi thứ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng về tương lai. Cá nhân tôi nghĩ rằng
mình còn trẻ và nếu không theo đuổi học hành bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Là người lạc quan, tôi tin khi kinh tế đi lên, ngành hàng không sẽ tăng tuyển dụng. Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách bay đã giảm đến 60% trên toàn thế giới trong năm 2020 và lượng hành khách khó có thể trở về như thời kỳ trước đại dịch cho đến trước năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều cùng với biên tập viên Mỹ Linh và Thanh Tú. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Quý vị khán giả thân mến, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, không khí lạnh di chuyển ra biển và suy yếu làm gia tăng gió đông ẩm từ biển thổi vào đất liền. Vì thế, trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực phía đông Bắc Bộ, nhất là vùng đồng bằng ven biển, sẽ tiếp tục xuất hiện mưa, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nền nhiệt đêm nay ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ. Vùng núi và Trung Du ở mức từ 17 cho đến 19 độ, còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, ngưỡng nhiệt là từ 19 cho đến 20 độ. Sang ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, riêng ở khu vực phía đông, buổi sáng trời vẫn còn có mưa. Đến trưa và chiều, toàn vùng trời chuyển tạnh giáo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông sẽ tăng lên mức từ 23 đến 25 độ, còn ở phía tây, nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng khiến cho mưa ở miền Trung gia tăng. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Sau đó thì mưa giảm dần. Nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên ngưỡng nhiệt là từ 27 đến 30 độ. Khu vực còn lại là các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến hết Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ và Tây Nguyên, sau những cơn mưa chiều, đêm nay cả hai khu vực này không còn mưa nữa, thời tiết mát mẻ, thậm chí ở khu vực Tây Nguyên trời còn se se lạnh. Sang ngày mai, dưới tác động của đới gió đông, cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng gián đoạn, nên nhiệt ngày vì thế không tăng cao. Ở Tây Nguyên vẫn từ 30 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối ở khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh dọc biên giới Tây Nam, khu vực Nam Tây Nguyên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trên biển, thời tiết hầu khắp các vùng biển đều chuyển tốt. Ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa cũng như khu vực huyện đảo Trường Sa, gió chỉ còn mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5 và không nơi nào có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 45 phút chiều. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm du lịch quốc gia 2021 được coi là cơ hội để ngành du lịch vực dậy và bứt phá sau hơn một năm khó khăn vì đại dịch Covid-19. Cảng Hậu Giang đón chuyến tàu đầu tiên vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường siêu trọng từ nước ngoài về cập cảng. An Giang cảnh báo cháy rừng mức cực kỳ nguy hiểm.
Thưa quý vị, hôm nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của xã Xuân Quang, đặc biệt là triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương sẽ hỗ trợ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa xây dựng nông thôn mới trong năm nay, bởi đây có di tích lịch sử của Ban Dân vận Trung ương. Nhân dịp này, các đồng chí đã trao tặng 20 suất quà cho người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây năm 2021 của đồng bào Khmer Nam Bộ, hôm nay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng. Gặp gỡ thăm hỏi và chúc sức khỏe các vị sư sãi trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng ghi nhận những thay đổi tích cực trong đời sống và các phong tục tập quán của đồng bào Khmer. Đồng chí cho rằng Tết Chôn Trần Nam Thờ Mây năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đồng chí mong đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đón Tết thật vui tươi và an toàn. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tới tham dự hội thảo. Theo các chuyên gia, hiện nay, nguyên vật liệu trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhiều ngành lĩnh vực công nghiệp quan trọng, từ đó dẫn đến tình trạng phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu, ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của nhiều ngành vật liệu còn hạn chế cả về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng và chi phí. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như chủ yếu là do thiếu và yếu nguồn nhân lực của ngành, đào tạo nguồn nhân lực chưa gắn kết với phát triển khoa học, công nghệ, cơ chế chính sách đào tạo nhân lực trong ngành này cũng còn hạn chế. Hội thảo cũng tập trung phân tích xu thế và tư duy, cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và đề xuất kiến nghị các chủ trương chính sách lớn cho phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, đồng chí đã tới thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành. Bày tỏ lòng trân trọng và ghi nhận những tâm huyết dành cho trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng phu nhân đã tặng Trung tâm 100 triệu đồng và 4 tấn gạo để Trung tâm có điều kiện nuôi dạy trẻ khuyết tật tốt hơn nữa, đồng thời động viên các cháu học sinh phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Nhân dịp này, đồng chí cũng đến dâng hương tại di tích lịch sử địa đạo Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung và đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Thưa quý vị, thông tin Bộ Tài chính vừa cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã được bảo đảm. Trong quý 1 đã thực hiện phát hành 35.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Kỳ hạn bình quân là 13 năm, lãi suất bình quân 2,2% một năm. Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao là 461.300 tỷ đồng, bằng 96% dự toán Quốc hội quyết định. Các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng gần 47.000 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thưa quý vị, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam từ các quốc gia thành viên khối đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong 2 năm 2019-2020 đạt gần 21,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Singapore và Nhật Bản là những quốc gia đầu tư lớn nhất.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019, năm đầu tiên thực thi CPTPP, Việt Nam thu hút gần 9,5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI từ các nước CPTPP, giảm gần 36% so với năm 2018. Mặc dù vốn đầu tư từ các nguồn truyền thống như Nhật Bản, Australia, Malaysia, Singapore đều giảm mạnh trong năm 2019, nhưng vốn từ các đối tác mới trong khối này vào Việt Nam gồm Canada, Mexico, Brunei, New Zealand lại được cải thiện tích cực. Kết quả thu hút FDI từ khối CPTPP trong năm 2020 đã khả quan hơn, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4%. CPTPP và các FTA đang tạo ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI chuyển dịch từ Trung Quốc dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy, sau 2 năm thực thi FTA thế hệ mới, lượng vốn FDI từ khối này vào Việt Nam đạt gần 21,3 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay, Cảng Hậu Giang thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức lễ đón tàu Vast Ocean 5 trọng tải 13.000 tấn. Đây là chuyến tàu đầu tiên vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường siêu trọng từ nước ngoài về cập cảng. Việc tiếp nhận bốc dỡ hàng hóa siêu trường siêu trọng từ tàu nước ngoài đã đánh dấu sự phát triển của Cảng Hậu Giang trong việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa từ mặt hàng thô sơ giá trị thấp sang mặt hàng có giá trị cao, là cơ hội khẳng định sự phát triển trong việc mở rộng thị trường, thu hút khách hàng, đặc biệt là các đối tác nước ngoài. Trong quý 1 năm nay, có hơn 275.000 tấn hàng hóa đã bốc xếp qua cảng Hậu Giang. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, giá vé xe khách tại các bến xe miền Đông và bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 40% so với ngày thường. Theo đại diện hai bến xe này, thì việc tăng giá vé là để bù chi phí cho chiều xe chạy rỗng từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ. Đối với các khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực miền Tây, giá vé dự kiến sẽ tăng không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng giá vé không quá 20% so với ngày thường. Tại bến xe miền Tây, các đơn vị vận tải cũng kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé bình thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày. Ngoài ra, các bến xe cũng khuyến cáo hành khách nên đến các quầy vé tại bến để tránh mua phải vé xe dù giá cao hơn của bến. Trường hợp hành khách mua vé tại các điểm bán vé bên ngoài bến xe miền Đông, cần tham khảo giá vé và các thông tin chuyến đi trên website của bến xe. Còn thông tin từ các hãng hàng không cho biết, số lượng khách đặt mua vé dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tăng mạnh trong những ngày vừa qua, khiến vé máy bay giá rẻ đến các địa điểm du lịch gần như đã hết, thậm chí là giá vé cũng đang có dấu hiệu tăng cao. Giá vé của ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways có mức chênh lệch tương đối trên các đường bay tới khu du lịch biển Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Quốc. Khảo sát bình quân giá vé đang mở bán của Vietnam Airlines ở mức 3,1 triệu đồng cho hạng thương và 4,5 triệu đồng cho hạng thương gia. Vé của Vietjet là 1,7 đến 3,4 triệu đồng một vé. Mức giá của Bamboo Airways dao động ở mức 2,8 đến 3,4 triệu đồng một chiều. Sản lượng hành khách bay trong nước tăng cao, đặc biệt là các chặng bay tới các điểm du lịch, khiến các hãng bay phải tăng chuyến và tung thêm khuyến mãi về giá vé hoặc hành lý ký gửi, đồng thời áp dụng hình thức bán vé theo combo. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo để không bị lừa mua vé máy bay bởi các đại lý giả mạo, hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng. Thưa quý vị, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2021 dự kiến sẽ diễn ra bình thường, qua đó tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh, đất nước con người Việt Nam. Có thể nói, năm du lịch quốc gia 2021 được coi là cơ hội để ngành du lịch nước ta vực dậy và bứt phá sau hơn một năm gặp nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19. Trong năm du lịch quốc gia 2021, ngoài các sự kiện chính được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, các hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. Tại tỉnh Ninh Bình có khoảng gần 40 các hoạt động chính diễn ra tại Ninh Bình và có khoảng hơn 100 sự kiện diễn ra tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu chúng ta cùng tổ chức các hoạt động với hiệu ứng rất là tốt như thế thì nó sẽ tạo được tầm sự lan tỏa rất là tốt cho việc chúng ta thúc đẩy phát triển và kích cầu du lịch.
Năm du lịch quốc gia 2021 sẽ là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch. Năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2021 sắp khai mạc ngày 20 tháng 4 sẽ kỳ vọng là một cái dấu ấn về một cái kỷ nguyên mới phát triển du lịch sau Covid, với những cái cơ cấu cũng như là một cái trình độ phát triển mới. Chính năm du lịch quốc gia là một cái dấu hiệu, một cái thời điểm để mà kích hoạt du lịch trở lại, cũng như là đánh dấu một cái thời kỳ phục hồi du lịch sau Covid. Năm du lịch quốc gia sẽ mở ra rất nhiều những cái phương án, những cái dự định, những cái tính toán cho cái câu chuyện phát triển du lịch trong cái thời kỳ mới. Các hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2021 sẽ được đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, sự kiện trình diễn áo dài truyền thống mang tên Áo dài của chúng ta do Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long tổ chức đã được diễn ra tại Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sự kiện Áo dài của chúng ta góp phần thúc đẩy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tôn vinh và quảng bá trang phục truyền thống của người Việt. Tham gia sự kiện Áo dài của chúng ta có hơn 400 người mẫu, diễn viên, khách mời, đặc biệt là phu nhân đại sứ các nước Italy, Ấn Độ, Lào. Không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc, các mẫu thiết kế còn thể hiện sự giao lưu văn hóa với các quốc gia khi khai thác họa tiết từ nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều nước trên thế giới. Đó có thể là những họa tiết hoa văn mang đậm chất cung đình của Ấn Độ, Thái Lan, những đường nét tinh tế của văn hóa kiến trúc Nhật Bản. Đây là một cái cuộc trình diễn rất là quy mô, và nó là một cái nét văn hóa mà Việt Nam cần phải quảng bá và giữ gìn nó. Thời gian qua, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã nỗ lực đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng đến đề xuất Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, UNESCO, ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Mang một phong cách của đa quốc gia trên tà áo dài Việt, đấy là một cái khởi nguồn cảm hứng vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Nó góp phần là lan tỏa cái sức đẹp, cái đẹp và cái sức sống của áo dài đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự kiện Áo dài của chúng ta góp phần thúc đẩy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ tà áo dài truyền thống, tôn vinh và quảng bá trang phục truyền thống của người Việt, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Tiếp nối chương trình, tìm nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Mã. Tỉnh An Giang cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, bắt đầu từ giữa tháng 3, tại các lồng nuôi cá trên sông Mã đoạn chảy qua huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa đã có hiện tượng cá chết hàng loạt. Cao điểm vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, thì lượng cá chết trong ngày lên tới gần 1 tấn. Chính quyền huyện Bá Thước đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm nguyên nhân của tình trạng này. Theo người dân sống tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, năm nào vào mùa này cá cũng chết. Tuy nhiên, chết nhiều như năm nay thì chưa thấy bao giờ. Từ ngày 14 tháng 3, cá bắt đầu chết. Nhưng hiện tượng này không dừng lại sau vài ngày như thường lệ, mà càng ngày chết càng nhiều. Nguyên nhân thì không biết là từ đâu đến, nhưng mà dọc cái sông Mã và những cái khu vực như chúng tôi đây là cũng do ảnh hưởng của sông Mã cả. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước cho biết, ngay từ khi hiện tượng cá chết xảy ra, huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là thiếu oxy trong nước, còn nguyên nhân cá chết nhiều thì vẫn chưa xác định được. Cái chỉ số đối với nuôi trồng thủy sản ở mức bình thường thì từ 4.0 trở lên. Nhưng vừa rồi đo test nhanh thì nằm ở 1.9 đến 2.3. Thì cái này thì là chỉ số là quá thấp, thì khả năng cái
Đối với nuôi trồng thủy sinh thì là không đủ điều kiện để sinh sống, phát triển. Hiện các ngành chức năng huyện Bá Thước đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên. Thưa quý vị, trong gần nửa tháng qua thì việc các thủy điện ở thượng nguồn điều tiết nước về hạ du rất thấp, cộng thêm là đập tạm trên sông Quảng Huế bị hư hỏng trong đợt mưa lũ cuối năm 2020 đã khiến các trạm bơm ở tỉnh Quảng Nam không thể vận hành, đã làm cho hàng trăm hecta lúa của người dân ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đang trong thời kỳ trổ đồng nhưng thiếu nước tưới, có nguy cơ bị mất trắng. Đây là cánh đồng lúa đông xuân của người dân ở thôn Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang trổ bông ở kỳ cuối. Nhưng đã gần nửa tháng qua, lượng nước để các kênh nội đồng bị khô kiệt hoàn toàn đã khiến hàng trăm hộ dân ở địa phương lo lắng vụ lúa đông xuân này có nguy cơ mất trắng. Thì cái ruộng lúa của đồng ở thôn Ba đây là hiện bây giờ là bóng trò, nhưng mà trò nhất là hôm nay chỗ cũng là đã sót rồi, nhưng mà nước đã thiếu là trang vàng 10 ngàn này rồi. Còn cái trò Ba này hiện bây giờ lúa giống của đồng của bà con đây là coi như vẫn khô tráng hết lúa, bây giờ chỗ ngạn đàn chỗ không nổi, 4-5 ngày tới là không có nước, là thể lúa này có thể là ngơ hết chứ không còn gì mà để thu hoạch, bà con thu hoạch hết. Đợt mưa lũ cuối năm 2020 đã cuốn trôi đập tạm trên sông Quảng Huế, cộng thêm các thủy điện trên thượng nguồn hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn điều tiết nước về rất thấp, khiến cho các trạm không thể hoạt động để phục vụ tưới cho gần 340 hecta ở khu vực thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Trong những ngày gần đây á, là cái việc mà xả nước của thủy điện là rất là nhỏ. Như ngày hôm kia là công ty đi đo là lượng nước về sông Vu Gia là chỉ được có 66 khối. 66 khối mà trong lúc đó là về Quảng Huế là hết 26 khối rồi. Còn về cái hạ lưu sông Vu Gia là còn có 40 khối. Mà với cái lượng nước này á, là nó không đủ cái câu trình để cho trạm bơm nghỉ hoạt động. Trong lúc tình hình lúa bữa nay là đang trổ. Nếu mà kéo dài vài ngày nữa thì cái tình hình lúa trổ này là chắc chắn sẽ dẫn đến mất mùa. Do tình hình nguồn nước, các hồ chứa thủy điện phát cũng với lưu lượng tương đối nhỏ, thì trước diễn biến đó thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã ban hành văn bản đề nghị Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và nhà máy thủy điện Ở Vương là tăng cường cái lưu lượng xả nước qua phát điện để nhằm cải thiện nguồn nước của hạ du sông Vu Gia để cấp nước cho đến cuối vụ đông xuân. Tỉnh Quảng Nam đang triển khai làm đập tạm trên sông Quảng Huế nhằm dồn toàn bộ lượng nước để phục vụ tưới cho huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và cung cấp một phần nước ngọt cho thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do sức nước ở khu vực này rất lớn nên chưa thể hợp long toàn bộ thân đập, nên trước mắt, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện tăng lưu lượng xả qua tràn liên tục trong vòng 7 ngày để bảo đảm nước tưới cho vụ mùa đông xuân. Thưa quý vị, hiện nay, toàn bộ diện tích hơn 17.000 hecta rừng của tỉnh An Giang đang có cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở. Các khu vực có nguy cơ cháy nghiêm trọng nhất là núi Phú Cường, núi Tả Lọt, núi Dài Nhỏ, núi Cấm. Đây là những nơi có địa hình cao, xa nguồn nước. Trong khi đó, dự báo mùa khô còn kéo dài đến tháng 6. Mặc dù cũng có mưa trái mùa, nhưng sau đó nắng lại gay gắt, khiến nước bốc hơi nhanh chóng. Với đám lá khô, chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng sẽ gây ra một vụ cháy lớn. Từ đầu mùa khô đến nay, Kiểm lâm tỉnh An Giang đã phát hiện 7 vụ vi phạm gây cháy khoảng 5 hecta. Nguyên nhân là do người dân đi lấy mật ong hoặc làm rẫy, bất cẩn gây cháy lan. Hiện tỉnh An Giang đã nghiêm cấm người dân vào rừng lấy mật ong. Và trong khi đó, để tăng cường phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thủ đô, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 94 ngày 8 tháng 4 năm 2021 về kiểm tra công tác này. UBND thành phố yêu cầu việc kiểm tra các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng tình hình, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hai cấp đối tượng: cấp thành phố thực hiện tại các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn; cấp huyện thực hiện tại 100% ủy ban nhân dân cấp xã và lựa chọn một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.
Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo hoặc tự kiểm tra. Thưa quý vị, từ năm 2007, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tuyên bản án số 64, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2007 trên địa bàn huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Theo đó, đã có hơn 4.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi. Và đến nay, đã 14 năm trôi qua, còn hàng nghìn sổ đỏ vẫn chưa được cấp lại, gây khó khăn cho người dân và công tác quản lý đất đai của địa phương. Đây là mảnh đất của gia đình bà Vũ Thị Hòa, bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, sinh sống từ trước năm 1990 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng đến năm 2007, gia đình bà đã bị thu hồi theo bản án số 64 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Đến nay, vẫn chưa được cấp lại. Tại xã Hà Hiệu, có đến 60% hộ gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, vẫn chưa được cấp lại. Giả sử như mà có bia đỏ thì mình đặt được sổ thì lấy được tiền thì con cái nó phát triển được kinh tế hơn. Còn mình bây giờ thì chả nhẽ bảo là đấy nhà tôi đấy. Thì cho tôi vay tiền, có ai cho vay đâu, không có gì chứa chấp, họ cũng chẳng cho vay. Năm 2014 ấy thì tôi được nộp cái nhà nước hứa sẽ làm được, và tôi nộp cái tiền vào để tiếp tục làm cái sổ bia đỏ. Nhưng mà đến giờ không riêng nhà tôi mà rất nhiều nhà chưa được. Theo bản án số 64 năm 2007, trên địa bàn huyện Ba Bể có hơn 4.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 11 xã đã bị thu hồi lại. Đến nay, huyện mới cấp lại được gần 1.000 sổ, vẫn còn hơn 3.000 thửa đất chưa được cấp sổ. Không có sổ đỏ, người dân muốn làm nhà kiên cố cũng không được, không thể thế chấp để vay vốn ngân hàng và không thể chuyển nhượng thừa kế. Mong muốn rằng là được nhà nước bằng mọi cách là sẽ cấp hoàn trả lại cho bà con nhân dân để tạo điều kiện trong những cái việc mà giao dịch dân sự, để bà con có cái cơ sở pháp lý để thực hiện những cái quyền lợi của mình. Sở dĩ bản án số 64 năm 2007 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2002-2007 trên địa bàn huyện Ba Bể là do thủ tục cấp sổ chưa đúng quy định, một số thửa đất cấp không đúng thực trạng so với thực địa. Phòng chuyên môn cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện cái việc rà soát lại toàn bộ các cái thửa đất đã bị tuyên hủy, trong đó thực hiện cái công tác đo đạc chỉnh lý đối với những cái thửa đất mà có biến động so với bản đồ hiện nay, thế mà làm cái cơ sở để thực hiện cái công tác cấp giấy cho người dân để giải quyết cái vấn đề tồn tại này. Dự kiến từ nay cho đến năm 2022, huyện Ba Bể mới thực hiện xong việc cấp lại sổ đối với các thửa đất đã bị thu hồi, đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu hồi do cấp sai là cần thiết. Tuy nhiên, hơn chục năm qua, các hộ dân bị thu hồi sổ đỏ vẫn chưa được cấp lại, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, huyện Ba Bể cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tiếp theo chương trình là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Tính từ 6 giờ cho tới 18 giờ ngày hôm nay mùng 10 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày mùng 10 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.692 ca. Trong đó, số ca điều trị khỏi hiện là 2.429 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 37.938 người. Hôm nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cùng Quỹ Tấm lòng Việt Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình Trái tim cho em, khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chương trình có sự đồng hành của các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Tất cả các trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên nghi mắc tim bẩm sinh sẽ được khám miễn phí và được tư vấn điều trị từ các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau khi khám sàng lọc có kết luận, các bác sĩ sẽ hướng dẫn gia đình làm hồ sơ để kịp thời mổ tim cho các em. Dự kiến trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4 sẽ có khoảng 2.500 trẻ được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.
Thưa quý vị, trường học mùa đông lần 2 năm 2021 là một chương trình khơi nguồn sáng tạo đang diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Chủ đề của khóa học lần này là con người, xã hội và giá trị nghề nghiệp. Và kể từ mùa 1, khóa học này đã đặt nền móng cho các bạn học viên hướng tới phát triển con người toàn diện. Đây là một trải nghiệm hữu ích dành cho các bạn trẻ với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn rộng rãi trong xã hội. Sau khi tham gia trường học mùa đông năm đầu tiên, Vũ Hoàng Long và các bạn học viên của mình đã xây dựng được một dự án phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em và kéo dài hoạt động liên tục trong 6 tháng. Những kinh nghiệm tích lũy này cũng là nền tảng giúp cho Long duy trì và ngày càng phát triển dự án cộng đồng khác liên quan đến giáo dục mà bạn trẻ này đang theo đuổi nhiều năm nay. Thì khi mà tham gia vào cái trường học mùa đông về phát triển bền vững năm nay thì em nghĩ là trường đông năm nay không chỉ là cho em cái kiến thức và kỹ năng về cái việc là triển khai một cái dự án giáo dục như thế với học sinh như thế nào, làm thế nào để một cái mô hình dự án giáo dục đấy của bọn em nó phát triển bền vững hơn, mà riêng đối với cái câu chuyện con người thì cũng là cho em cái cách, cái định hướng và cái niềm tin trong cái việc là giá trị của một con người là gì. Bởi vì là khi mà em làm giáo dục là trẻ con á, và đặc biệt là giáo dục trẻ con về thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững, thì ngay những cái kiến thức mà em học được từ trường đông năm nay cũng có thể là chuyển lại một mức độ đơn giản hơn để dạy lại cho chính những bạn học sinh như thế. Thông qua 4 chủ đề: tư duy khoa học nền tảng, con người tử tế, công việc tử tế, xã hội tử tế, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận và hướng dẫn cách áp dụng kiến thức trụ cột từ khoa học, kinh tế, xã hội để giải quyết các vấn đề về phát triển con người và phát triển các dự án xã hội. Ngoài ra, đó còn là học cách sống, học cách làm và học cách dấn thân, tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Cái việc mà để giúp cho bạn con người mà người ta có một cái mindset, tại khi mà bạn thật sự bạn muốn làm gì đó thì bạn sẽ tìm cách được cách. Cái vấn đề của trường Đông nó đi là câu chuyện là con người bền vững là như vậy. Họ muốn đi là câu chuyện là nếu thật sự chúng tôi cho bạn biết là bạn cần cái gì thì bạn sẽ tự tìm được cái đường để bạn đi. 100 học viên đến với trường học mùa đông về phát triển bền vững năm nay là những người trẻ giàu đam mê và khát vọng cống hiến. Đến với chương trình sẽ là nơi kết hợp được tầm nhìn dài hạn, hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia và từ năng lượng tư duy sáng tạo, sự cởi mở năng động của thế hệ trẻ sẽ tạo nên những nền tảng vững chắc thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương đã thăm và tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương. Do lưu lượng khách giao dịch tăng mạnh trong những ngày gần đây, nên những chuyến có giờ bay đẹp trong dịp nghỉ lễ từ các thành phố lớn tới các điểm du lịch gần như đã hết vé. Kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài là lý do khách mua vé máy bay tăng mạnh trong thời điểm này. Hiện nay, toàn bộ diện tích hơn 17.000 ha rừng của tỉnh An Giang đang được cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Khu vực nghiêm trọng nhất là núi Phú Cường, núi Tà Lọt, núi Dài Nhỏ, núi Cấm. Đây là nơi có địa hình cao, xa nguồn nước. Hãng Boeing vừa khuyến cáo các hãng hàng không tạm dừng vận hành dòng máy bay 737 MAX để khắc phục những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến hệ thống điện. Hiện một số hãng hàng không của Mỹ đã quyết định tạm dừng khai thác hơn 60 chiếc máy bay này và chưa có thời điểm khai thác trở lại. Quý vị khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.